trân trọng kính gửi đến quý vị và các bạn những thông tin về cuộc chiến tranh Việt Nam. Hậu quả của việc Thái Lan đưa quân sang tham chiến tại Việt Nam và quá trình đàm phán giữa Australia và Mỹ về việc đưa quân sang tham chiến tại miền Nam Việt Nam. Sau khi toàn bộ quân Thái Lan rút khỏi Việt Nam, Mỹ và Thái Lan ký nhiều hiệp ước thỏa thuận về việc rút quân Mỹ khỏi Thái Lan và trao lại cho Thái Lan quyền sử dụng các căn cứ không quân hải quân do Mỹ đầu tư xây dựng trong những năm 60 như căn cứ không quân Utapao, căn cứ hải quân John Mong, quân cảng Ban Pak Nam. Việc rút quân đội và chấm dứt hoạt động tại các căn cứ quân sự của Mỹ ở Thái Lan không làm giảm mức viện trợ quân sự của Mỹ cho Thái Lan. Năm 1975, mức viện trợ này vẫn duy trì là 42,3 triệu đô la Mỹ, đến năm 1978, tăng lên tới 103 triệu đô la Mỹ. Ngoài ra, Chính phủ Thái Lan còn tích cực mở rộng hợp tác quân sự với Mỹ trong nhiều vấn đề, đặc biệt là đào tạo và mua bán vũ khí. Sự hợp tác này tăng lên sau sự kiện chính quyền Khmer Đỏ ở Campuchia bị lật đổ năm 1979. Giới chức Mỹ cho rằng, việc Thái Lan ủng hộ các chính sách của Mỹ về cuộc chiến tranh Việt Nam và quyết định đưa quân sang tham chiến ở Việt Nam là một cứu cánh không chỉ về kinh tế, quân sự mà cả tâm lý cho nước Mỹ. Bên cạnh đó, nó cũng mang lại cho Thái Lan không ít lợi ích trên bình diện kinh tế. Trong 10 năm, 1960 đến 1970, Mỹ đã viện trợ cho Thái Lan hàng trăm triệu đô la. Nền kinh tế Thái Lan cũng vì thế mà có những bước phát triển đáng kể. Hàng trăm nhà máy, công trình phục vụ lợi ích quân sự và dân sinh đã mọc lên, thu hút hàng vạn công nhân. Trong thời gian Mỹ tiến hành xây dựng các căn cứ quân sự trên đất Thái Lan, hệ thống đường xá, cầu cống, mạng lưới thông tin liên lạc, xung quanh các căn cứ được nâng cấp và xây mới, sự hiện diện của các căn cứ quân sự, các tổ hợp công nghiệp quốc phòng cùng hàng chục nghìn lính Mỹ trên đất Thái Lan đã tạo ra hàng vạn việc làm mỗi năm cho các công dân Thái Lan. Ngoài ra, mỗi tháng bình quân có khoảng 6.000 lính Mỹ sang Thái Lan nghỉ dưỡng cũng góp phần không nhỏ trong việc thúc đẩy sự phát triển của các ngành du lịch và dịch vụ ở nước này. Tóm lại, trong thời gian Mỹ tiến hành cuộc chiến tranh xâm lược Việt Nam, nền kinh tế phục vụ chiến tranh của Thái Lan đã đóng góp hơn 50% tổng thu nhập quốc dân sự phát triển của các ngành các lĩnh vực mới trong nền kinh tế đã tạo tiền đề cho quá trình công nghiệp hóa ở thái lan trong những năm sau này ngoài ra sự hiện diện của người mỹ trên đất thái và các hiệp định kinh tế mỹ thái còn tạo điều kiện cho thái lan mở cửa ra thế giới phương tây tác động quan trọng đến tình hình kinh tế chính trị xã hội giúp vương quốc thái lan bước lên vũ đài quốc tế thiết lập quan hệ ngoại giao với hầu hết các nước tư bản châu âu và các nước khác trên bình diện an ninh quốc phòng trong thời gian từ năm 1960 đến năm 1970, Mỹ viện trợ cho quân đội Thái Lan gần 1 tỷ đô la Mỹ, chiếm hơn 60% tổng ngân sách quốc phòng của nước này. Ngoài ra còn có hàng trăm triệu USD khác được đầu tư vào các công trình quân sự và chi trả cho các đơn vị quân Thái Lan tham chiến tại Việt Nam. Nhờ có các khoản viện trợ đó, quân đội Thái Lan đã có những bước phát triển vượt bậc, từ chỗ chỉ là một quân đội với lực lượng bộ binh là chủ yếu được trang bị rất thô sơ và chức năng chủ yếu là chống nổi dậy đã trở thành một quân đội mạnh trong khu vực với đầy đủ các binh chủng quân chủng được trang bị các loại vũ khí tương đối hiện đại quan trọng hơn trong thời kỳ chiến tranh lạnh do bị chi phối bởi ý thức hệ đối đầu đông tây và sự ám ảnh của học thuyết domino thái lan coi sự hiện diện của các căn cứ quân sự và hàng vạn lính mỹ trên đất nước mình là chiếc ô bảo hộ quan trọng để thái lan không bị cộng sản thôn tính đồng thời là công cụ hữu hiệu để răn đe và đối phó với lực lượng ly khai ở miền nam thái lan đảm bảo cho thái lan có được một nền an ninh chính trị độc lập dân tộc và toàn vẹn lãnh thổ trong một thời gian tương đối dài cách nhìn của giới chức mỹ hoàn toàn phù hợp với quy luật vốn lãi của các nhà tư bản phương tây nói chung và của mỹ nói riêng tuy nhiên nếu xét trên một bình diện sâu và rộng hơn thì việc thái lan ủng hộ các chính sách của mỹ về cuộc chiến tranh việt nam và quyết định đưa quân sang tham chiến ở Việt Nam đã mang lại cho nước này không ít khó khăn. Về kinh tế, trong những năm 1950 đến 1960 thế kỷ 20, thông qua các hiệp định kinh tế thương mại, dòng vốn đầu tư của Mỹ vào Thái Lan tăng lên nhanh chóng, tư bản Mỹ chiếm tới hơn 80% tổng số tiền Thái Lan vay của nước ngoài. Các công ty, tập đoàn công nghiệp lớn của Mỹ gần như nắm quyền khống chế đối với các ngành công nghiệp trọng điểm của Thái Lan như công nghiệp luyện thiết, khai thác dầu mỏ, ô tô, cao su, luyện kim, chế biến nông sản. Ngoài ra, Mỹ còn thông qua ngân hàng xây dựng và phát triển quốc tế để thao túng ngành bán buôn và bán lẻ nông sản, ngành ngân hàng, bảo hiểm của Thái Lan. Vì vậy, chỉ tính riêng trong 3 năm từ năm 1958 đến năm 1961, lợi nhuận thu được của Mỹ từ Thái Lan lên tới gần 1 tỷ đô la, tức là nhiều hơn gấp đôi số tiền mà Mỹ đã viện trợ cho Thái Lan trong cùng thời gian ấy điều đáng nói là hầu hết dòng vốn đầu tư của mỹ vào thái lan chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực du lịch và dịch vụ làm cho nền kinh tế thái lan trở nên mất cân đối nghiêm trọng không những vậy dưới vỏ bọc của các hiệp định kinh tế mỹ đã biến thái lan thành thị trường tiêu thụ hàng công nghiệp nông nghiệp của mỹ khiến nhiều ngành kinh tế vốn được coi là mũi nhọn của thái lan lâm vào tình trạng đỉnh đốn suy thoái chẳng hạn thái lan là nước xuất khẩu thuốc lá và gạo lớn trong khu vực thế nhưng hàng năm phải tiêu thụ cho mỹ hàng chục triệu đô la hai loại nông sản này vì thế ngành công nghiệp thuốc lá và sản xuất lúa gạo thái lan trong một thời gian dài không phát triển được nhiều nhà máy phải đóng cửa số lượng công nhân thất nghiệp ngày một tăng giá cả sinh hoạt tăng nhanh làm cho đời sống của đại bộ phận nhân dân lao động thái lan ngày càng trở nên khó khăn trong khi nền kinh tế đang dần bị phụ thuộc vào mỹ và gặp không ít khó khăn thì thái lan còn bị lôi cuốn vào vòng chạy đua vũ trang của khối đông nam á ngân sách quân sự của Thái Lan trong những năm 60 thường chiếm tỷ lệ tương đối cao so với ngân sách chung. Ở trong nước, việc chính phủ Thái Lan theo Mỹ đưa quân sang tham chiến tại Việt Nam đã để lại cho nước này không ít hậu họa. Trong thời gian tham chiến tại Việt Nam, có hàng ngàn binh sĩ Thái Lan bị chết, hàng chục nghìn người khác bị thương và phải chịu hậu quả của chất độc màu da cam. Và cũng như ở Mỹ, hội chứng chiến tranh Việt Nam đang dày vò hàng vạn cựu binh Thái Lan. Ở đó, họ đang phải sống trong nỗi ám ảnh và sợ hãi. Mặc dù chiến tranh đã đi qua hơn một phần ba thế kỷ và có không ít người đã phải tìm đến cái chết để giải thoát nỗi ám ảnh và sợ hãi đó. Việc Thái Lan đưa quân sang tham chiến tại Việt Nam tuy làm cho mối quan hệ Mỹ-Thái Lan được thắt chặt hơn, nhưng đằng sau mối quan hệ đó, Thái Lan đã phải lệ thuộc ngày càng nhiều vào Mỹ. Vào giữa thập niên 70 thế kỷ 20, sau khi Mỹ rút quân và đóng cửa các căn cứ quân sự ở Thái Lan, tình hình chính trị nước này luôn ở trong tình trạng bất ổn các cuộc đấu đá tranh giành quyền lực của các đảng phái bắt đầu nổi lên. Lực lượng ly khai ở miền Nam Thái Lan tiến hành các hoạt động quân sự chống đối chính phủ Trung ương, đe dọa nghiêm trọng đến tình hình an ninh ở nước này. Các ngành dịch vụ, du lịch, đặc biệt là ngành công nghiệp phục vụ chiến tranh, rơi vào tình trạng đình đốn. Tất cả những điều đó đã tạo nên làn sóng phản đối mạnh mẽ của nhân dân Thái Lan, đòi chính phủ phải xem xét lại chính sách bang giao đối với Mỹ và yêu cầu Thái Lan rút ra khỏi khối Seattle thi hành chính sách hòa bình hợp tác và hữu nghị với các nước láng giềng như vậy trong cuộc chiến tranh xâm lược việt nam thông qua hàng loạt các biện pháp như chính trị kinh tế quân sự mỹ đã lôi kéo được hàng vạn quân thái lan sang việt nam tham chiến nếu chỉ xét trên một bình diện nào đó thì việc thái lan đưa quân sang tham chiến ở việt nam là có lợi cho họ bởi lẽ thông qua đó họ không những thực hiện được trách nhiệm của một đồng minh đối với mỹ mà còn tranh thủ được sự giúp đỡ nhiều mặt của mỹ để cải thiện nền kinh tế và hiện đại hóa được quân đội của chính nước mình tuy nhiên nếu xét trên tổng thể thì việc làm đó chủ yếu phục vụ cho các quyền lợi của mỹ nhờ lôi kéo được các nước đồng minh đặc biệt là đồng minh châu á trong đó có thái lan đưa quân sang tham chiến ở việt nam mỹ đã phần nào đánh lừa được dư luận cả trong và ngoài nước hơn thế nữa nước mỹ đã chút được một phần không nhỏ gánh nặng chiến tranh cả về kinh tế lẫn sinh mạng lên vai các nước đồng minh chỉ riêng về mặt kinh tế nhờ lôi kéo được hàng chục nghìn lính đồng minh đến việt nam chiến đấu thay cho lính mỹ nước mỹ đã tiết kiệm được hàng tỷ đô la bởi theo cách tính của họ việc chi trả cho một lính đồng minh cả lúc sống lẫn lúc chết rẻ hơn gấp nhiều lần so với một lính mỹ cung cấp điều quan trọng hơn là thông qua việc giúp đỡ các nước này hiện đại hóa quân đội mỹ đã tạo được chuỗi đồng minh dày đặc như những chiến tuyến quân sự nhiều tầng nhiều lớp từ gần tới xa bao quanh việt nam nơi mà họ vẫn coi là quân cờ DOMINO đầu tiên ở khu vực Đông Nam Á và cả châu Á. Chiến tranh đã khép lại hơn 30 năm, nhưng những đau thương, mất mát vẫn còn tồn tại trên đất nước Việt Nam. Có một điều ai cũng nhận thấy rằng, trách nhiệm này hết thuộc về Mỹ, nhưng trong đó cũng có một phần không nhỏ thuộc về các đơn vị quân đội Thái Lan từng tham chiến tại Việt Nam. Quá trình đàm phán giữa Australia và Mỹ về việc đưa quân sang tham chiến tại miền Nam Việt Nam là đồng minh thân cận của Mỹ, Australia tham gia tương đối sớm vào cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Từ năm 1950, sau khi Pháp dựng lên chính phủ bù nhìn Bảo Đại, chính phủ Australia đã tuyên bố ủng hộ chính phủ này vì đây là thể chế chính trị được Mỹ hậu thuẫn. Khi Pháp buộc phải chấp nhận thất bại, rút quân khỏi Đông Dương theo hiệp định Geneva, Mỹ thay chân Pháp, bắt đầu viện trợ trực tiếp cho chính quyền Ngô Đình Diệm và chịu trách nhiệm đào tạo, huấn luyện quân đội Nam Việt Nam. Tháng 9 năm 1957, tổng thống chính quyền Sài Gòn, Ngô Đình Diệm thăm Australia. Tại cuộc gặp gỡ với tổng thống Ngô Đình Diệm, thủ tướng Australia đã tái khẳng định sự ủng hộ của Australia đối với chính quyền Nam Việt Nam. Cùng với New Zealand, Australia đã tham gia vào hiệp ước Anh Mỹ năm 1950, sau đó là khối quân sự ANZUS ngày 1 tháng 9 năm 1951 nhằm ngăn chặn sự phát triển của hệ thống xã hội chủ nghĩa chống lại phong trào giải phóng dân tộc ở Đông Nam Á và Nam Thái Bình Dương. Dựa vào các hiệp ước trên, cùng với áp lực của Mỹ, Australia ngày càng can thiệp sâu và trực tiếp vào cuộc chiến tranh ở Nam Việt Nam để chống lại cái gọi là cơn lũ cộng sản đang lan tràn ở Đông Nam Á. Trước khi Tổng thống Mỹ Johnson phát động chiến dịch thêm nhiều ngọn cờ, Australia đã có những hoạt động yểm trợ tích cực cho quân đội Mỹ và Sài Gòn. Ngày 24 tháng 5 năm 1962, Bộ trưởng Quốc phòng Australia tuyên bố ý định của chính phủ nước này sẽ đưa 30 cố vấn quân sự sang Nam Việt Nam. Không lâu sau, ngày 3 tháng 8 năm 1962, một đơn vị huấn luyện của lục quân Australia gồm 30 sĩ quan và hạ sĩ quan là những chuyên viên về chiến tranh du kích ở rừng rậm đã được đưa sang vùng Y chiến thuật để làm cố vấn huấn luyện cho quân đội Sài Gòn, trong đó có các thành viên đầu tiên của đội đặc vụ đường không Australia. Ngày 22 tháng 11 năm 1963, Johnson trúng cử Tổng thống Mỹ, ra tuyên bố tiếp tục mở rộng cuộc chiến ở Nam Việt Nam và ngày 23 tháng 4 năm 1964 chính thức phát động chiến dịch thêm nhiều ngọn cờ, kêu gọi các nước đồng minh ủng hộ chính sách quốc tế hóa cuộc chiến tranh Việt Nam của Mỹ bằng cách viện trợ và đưa quân đến Nam Việt Nam để giúp đỡ một đồng minh đang lâm nguy. Hưởng ứng lời kêu gọi trên, ngày 8 tháng 6 năm 1964, Bộ Quốc phòng Australia tuyên bố sẽ gia tăng lực lượng tại Nam Việt Nam tháng 6 năm 1964, Australia tiếp tục đưa sang một toán không quân gồm 6 máy bay vận tải Caribo với 74 nhân viên bảo dưỡng và điều hành bay. Toán không quân này được sáp nhập vào lực lượng không quân Đông Nam Á, nhằm yểm trợ về hậu cần cho các đơn vị quân đội Sài Gòn đóng giải rác ở các nơi. Qua một thời gian hoạt động, lực lượng không quân vận tải Australia được Mỹ đánh giá cao vì đã liên tục giữ được tỷ lệ sẵn sàng hành quân và khối lượng hàng hóa vận chuyển trên mỗi chuyến bay cao hơn các đơn vị không quân vận tải Mỹ tương đương. Tuy nhiên, sự yểm trợ của Australia không chỉ dừng lại ở viện trợ quân sự. Bắt đầu từ tháng 7 năm 1964, một toán công binh dân sự gồm 12 người đã được đưa sang Nam Việt Nam để hỗ trợ cho chính quyền Sài Gòn thực hiện chương trình bình định phát triển nông thôn. Cuối năm 1964, Australia tiếp tục đưa sang tổ phẫu thuật đầu tiên hoạt động tại tỉnh Long Xuyên Tổ phẫu thuật thứ hai đến vào tháng 1 năm 1965 và được bố trí tại tỉnh Biên Hòa. Sau những tham gia bước đầu có phần khiêm nhường đó, Australia tiếp tục gia tăng sự can thiệp vào Nam Việt Nam theo kế hoạch Colombo và qua những cuộc thương lượng song phương. Trước sự thúc ép của Mỹ, chính quyền Australia đã buộc phải dự tính việc gia tăng lực lượng quân sự tại Nam Việt Nam nhằm chia sẻ trách nhiệm với Mỹ ngày 10 tháng 11 năm 1964. Thủ tướng Australia Robert Menzies tuyên bố sẽ gia tăng lực lượng quân đội Hoàng gia Australia từ 22.570 lên 37.500 quân. Động thái tăng quân này được chính phủ Australia giải thích là nhằm chuẩn bị đối phó với chiến tranh Việt Nam. Những tính toán trên đã đưa Australia vào con đường tham gia trực tiếp cuộc chiến tranh xâm lược của Mỹ tại miền Nam Việt Nam. Theo đề nghị của Tổng thống Mỹ và Tổng thống chính quyền Sài Gòn, ngày 18 tháng 12 năm 1964, Chính phủ Australia tuyên bố sẽ đưa thêm 200 cố vấn quân sự và lực lượng bộ binh sang Nam Việt Nam. Tiếp theo lời tuyên bố trên, ngày 29 tháng 4 năm 1965, Thủ tướng Australia tuyên bố sẽ gửi một tiểu đoàn bộ binh cùng với một đơn vị thiết giáp, thông tin và một đại đội hậu cần đến Nam Việt Nam. Phía Washington đề nghị Australia phụ trách thêm nhiệm vụ huấn luyện cho lực lượng địa phương quân đội Sài Gòn. Thủ tướng Australia tỏ ra ngần ngại nhưng đưa ra phương án sẽ ghép lực lượng huấn luyện, rút xuống còn khoảng 100 người, và tiểu đoàn bộ binh khi đưa sang Việt Nam. Vì việc đưa lực lượng quân sự Australia sang tham chiến tại Nam Việt Nam là một vấn đề nhạy cảm và tương đối phức tạp nên các cuộc thảo luận về vấn đề này được tiếp tục tiến hành ở nhiều cấp khác nhau. Theo yêu cầu của tướng Mỹ Taylor, ngày 29 tháng 4 năm 1965, Đô Đốc Sáp đã hội đàm với Đại sứ Australia tại Sài Gòn. Diễn tiến của cuộc thảo luận cho thấy, chính quyền Australia dự tính trong vòng hai tuần tới sẽ đưa đến Sài Gòn một toán nhỏ nhân viên thiết kế quân sự để làm việc với Bộ Tư lệnh Viện trợ quân sự Mỹ tại Nam Việt Nam, MACV, về những thỏa thuận tiếp vận và hành chính trước khi đưa tiểu đoàn bộ binh sang. Quân số tiểu đoàn sẽ gồm khoảng 900 người, trong đó 100 người là nhân viên tiếp vận và hành chính. Toàn bộ lực lượng này sẽ đến Nam Việt Nam vào tuần đầu của tháng 6 năm 1965 bằng cả đường biển và đường không quan điểm của chính phủ Australia là nên đặt tiểu đoàn này dưới quyền kiểm soát của tướng Westmoreland và chỉ thực hiện nhiệm vụ phòng thủ khu vực căn cứ, tuần tra vùng tiếp giáp với khu vực căn cứ, đồng thời làm lực lượng dự bị cơ động mà không đảm nhận trách nhiệm bảo vệ lãnh thổ đối với các vùng đông dân và cũng không dính líu vào các cuộc hành quân tìm diệt của quân đội Mỹ và quân đội Sài Gòn. Các kế hoạch trên được hoàn tất vào tháng 5 năm 1965 nhưng nội dung triển khai quân Australia sang Nam Việt Nam có khác hơn so với đề nghị trước đây. Chính phủ Australia sẽ đưa sang một lực lượng đặc nhiệm 1.400 người, gồm một bộ phận thuộc Bộ Chỉ huy Lục quân Australia miền Viễn Đông, tiểu đoàn một thuộc Trung đoàn Hoàng gia Australia được tăng cường, đoàn truyền tin 79, một đại đội yểm trợ hậu cần và cả 100 cố vấn chiến tranh du kích để yểm trợ cho các toán huấn luyện ban đầu. Giữa tháng 6 năm 1965, Lực lượng đặc nhiệm này đến Nam Việt Nam và được phối thuộc vào lữ đoàn không vận 173 Mỹ. Khi đơn vị đầu tiên vừa mới ổn định xong thì chính quyền Australia lại bắt đầu nghiên cứu, xem xét việc gia tăng quân số cho lực lượng đặc nhiệm. Ngày 7 tháng 8 năm 1965, chính phủ Australia phê chuẩn việc gia tăng qua số cho lực lượng đặc nhiệm của quân đội Australia tại Nam Việt Nam gồm một tiểu đoàn bộ binh cùng các phân đội pháo binh, thiết giáp, công binh, trực thăng vũ trang máy bay chiến đấu hạng nhẹ và lực lượng hậu cần. Thông qua các đại sứ quán tại Sài Gòn, đại sứ Mỹ và Australia đã tiến hành các cuộc hội đàm bí mật vào tháng 12 năm 1965 và tháng 1 năm 1966, vì lo sợ bị nhân dân Australia sẽ chỉ trích việc gia tăng lực lượng tại Nam Việt Nam nên chính quyền Australia đã không dám công khai kế hoạch này. Tuy nhiên, ngày 6 tháng 3 năm 1966, Chính phủ Australia đã chính thức thông báo họ sẽ tăng lực lượng quân sự tại Nam Việt Nam từ một tiểu đoàn lên hai tiểu đoàn với một sở chỉ huy, một phi đội không quân đặc biệt cùng các đơn vị thiết giáp pháo binh, công binh, truyền tin, tiếp liệu, vận chuyển, tải thương giã chiến, quân cụ và xưởng sửa chữa. Đồng thời, chính quyền Australia cũng đề nghị phía Mỹ giao nhiệm vụ cho phi đội Caribou và 8 trực thăng loại UH-1B yểm trợ trực tiếp cho lực lượng đặc nhiệm Australia kế hoạch tăng viện này đã nâng quân số Australia ở miền Nam Việt Nam lên gần 4.500 người. Trước lời đề nghị của chính phủ Australia, tướng Westmoreland đưa ra quyết định có tính chất thăm dò về địa điểm đóng quân của lực lượng đặc nhiệm Australia là ở Bà Rịa, tỉnh lỵ của Phước Tuy và đặt đơn vị này dưới quyền kiểm soát của tư lệnh lực lượng giã chiến 2 của quân đội Mỹ đóng tại vùng 3 chiến thuật. Theo Ormoland, sự sắp xếp này sẽ hình thành một cụm lực lượng lớn trong khu vực quốc lộ 15 vốn là một tuyến giao thông quan trọng và đồng thời cũng giữ cho lực lượng đặc nhiệm Australia tránh xa hẳn biên giới với Campuchia. Vì Australia đang có quan hệ ngoại giao với Campuchia nên họ yêu cầu Mỹ đảm bảo không sử dụng các đơn vị Australia vào những cuộc hành quân dọc theo biên giới với Campuchia. Phần yểm trợ pháo binh khi cần thiết sẽ do Bộ Tư lệnh Giá Chiến hai cung cấp. Ngoài ra, 8 chiếc trực thăng UH-1B cũng được quyết định đặt dưới quyền chỉ huy của lực lượng đặc nhiệm Australia. Tuy nhiên, yêu cầu để lực lượng đặc nhiệm kiểm soát các đơn vị Caribou của Australia không được Mỹ chấp thuận mà chỉ được phép cung cấp máy bay tăng cường khi cần thiết. Trong hai tuần đầu tháng 3 năm 1966, nhân viên tham mưu của mở ACV cùng với nhân viên toán thiết kế liên quân Mỹ, Australia đã nghiên cứu, xem xét những thỏa thuận hoạt động quân sự mới và lập kế hoạch triển khai lực lượng đặc nhiệm. Ngày 17 tháng 3, hai bên ký kết thỏa thuận mới thay thế thỏa thuận ký ngày 5 tháng 5 năm 1963, xác nhận sứ mạng của lực lượng đặc nhiệm trong tỉnh Phước Tuy. Khu vực hoạt động trong tỉnh là vùng chạy dài theo quốc lộ 15 vào phần phía đông của đặc khu rừng sắc. Tiếp đó, Mỹ và Australia cũng đạt được một thỏa thuận về tài chính. Theo đó, Australia đồng ý bồi hoàn cho chính quyền Mỹ phần chi phí yểm trợ dành cho quân đội Australia tại Nam Việt Nam. Ngày 12 tháng 4 năm 1966, bộ phận tiền trạm của lực lượng đặc nhiệm thứ nhất Australia đã đến Nam Việt Nam. Bộ phận chính tiếp tục được đưa sang thành nhiều đợt trong tháng 5. Đến ngày 4 tháng 6 năm 1966, quá trình triển khai toàn bộ lực lượng đặc nhiệm số 1 Australia ở núi đất đã hoàn thành. Sau một thời gian huấn luyện ngắn, quyền kiểm soát các cuộc hành quân của lực lượng này được chuyển từ Bộ Tư lệnh Lực lượng Australia tại Việt Nam sang Bộ Tư lệnh Lực lượng Giã chiến 2 của quân đội Mỹ. Trong khi đó, hai bên còn tiến hành một cuộc thảo luận về đề nghị của phía Mỹ muốn đưa một phi đội gồm 12 chiếc Caribo của Australia đến Nam Việt Nam để bù đắp vào số máy bay sẽ thiếu hụt do các kế hoạch triển khai lực lượng của Mỹ gây ra. Tướng Omolen dự tính sẽ sử dụng đơn vị này vào việc yểm trợ cho các cuộc hành quân trên bộ của quân đội Sài Gòn, quân đội Nam Triều Tiên và quân đội Mỹ, đồng thời sẽ trực tiếp tham gia các cuộc hành quân tìm diệt ở địa bàn đảm trách. Không quân Mỹ sẽ nắm quyền kiểm soát các cuộc hành quân của phi đội này. Đồng thời, nếu chính quyền Australia chấp nhận được về mặt ngoại giao, tướng Westmoreland sẽ cho sử dụng phi đội này để chống lại các mục tiêu cộng sản ở Lào. Ngày 6 tháng 5 năm 1966, Đô đốc Sáp đã đệ trình đề nghị này lên Bộ Tham mưu Liên quân Mỹ. Bộ Ngoại giao Mỹ tỏ ra sốt sắng với lời đề nghị này và đã có những bước tiếp xúc với Đại sứ quán Australia tại Washington để xác nhận khả năng triển khai phi đội không quân Caribou. Tuy nhiên, kế hoạch trên không thực hiện được bởi nó không nhận được sự chấp thuận từ chính phủ Australia vì lý do quan hệ ngoại giao với chính phủ Lào. Theo dự tính của Tư lệnh Lực lượng Australia tại Việt Nam, cuối năm 1967, lực lượng đặc nhiệm sẽ được bổ sung thêm tiểu đoàn thứ ba, nhưng ở Australia đang chuẩn bị bầu cử quốc hội, nên việc gia tăng lực lượng quân sự tại Nam Việt Nam không thể thực hiện được như dự tính ban đầu. Tuy không đưa được tiểu đoàn thứ ba sang bổ sung cho lực lượng đặc nhiệm, nhưng chính phủ Australia vẫn quyết định đưa tổ phẫu thuật thứ ba tới Sài Gòn vào ngày 29 tháng 11 năm 1966. Tổ phẫu thuật mới này gồm 13 nhân viên, được chỉ định sẽ phục vụ tại Vũng Tàu, nâng con số nhân viên y tế của Australia tại Nam Việt Nam lên 37 người. Sau cuộc bầu cử, chính quyền Australia đã nhanh chóng gia tăng sự can thiệp quân sự tại Nam Việt Nam. Theo yêu cầu của tham mưu trưởng lực lượng Australia tại Nam Việt Nam, muốn đưa thêm thành phần bổ sung cho lực lượng đặc nhiệm, bao gồm cả ba quân chủng tàu bốt, tàu khu trục có gắn tên lửa điều khiển của Hải quân Hoàng gia Australia, một toán người nhái thuộc Hải quân Hoàng gia, một phi đội gồm 8 máy bay loại B57, một đơn vị dân sự vụ 80 người và 916 quân bổ sung cho các đơn vị lục quân Australia hiện có tại Nam Việt Nam. Lời đề nghị này được tư lệnh ba quân chủng và Bộ Quốc phòng Australia tán thành với một quan điểm hiếu chiến. Australia sẽ là nước đầu tiên ngoài Mỹ tham gia chiến tranh Việt Nam với một lực lượng gồm đủ ba quân chủng, lục quân, không quân và hải quân. Và với một lực lượng hùng hậu như vậy, họ tin tưởng rằng quân đội Australia đã đang và sẽ chiến đấu có hiệu quả hơn bất kỳ một lực lượng nào khác ở Nam Việt Nam. Về bộ binh, quân số 916 người tăng cường thuộc lục quân Australia sẽ được sáp nhập vào các đơn vị đã có mặt tại Nam Việt Nam. Trong số đó, 466 người là phần bổ sung theo yêu cầu tổ chức và trang bị của các đơn vị đã có sẵn, 450 người còn lại là thành phần tăng cường tác chiến cho lực lượng đặc nhiệm thứ nhất của Australia. Mỹ hoàn nghênh quan điểm tăng cường quân số của Australia và đồng ý với yêu cầu của chính phủ nước này về việc để tàu chiến Hobart của Hải quân Hoàng gia Australia và phi đội Canberra được triển khai chung với các lực lượng nói trên của Mỹ. Theo dự kiến ban đầu, tàu chiến Hobart vẫn thuộc quyền chỉ huy của Australia nhưng về mặt kiểm soát hành quân thì sẽ thuộc lực lượng hải quân mỹ cho đến khi tìm được tàu chiến tương tự để thay thế sau đó tàu này sẽ được sử dụng về mọi mặt như là một tàu bổ sung cho lực lượng hải quân mỹ và không bị giới hạn hoạt động nhiệm vụ của lực lượng này khi tham chiến tại việt nam như mỹ và chính phủ australia đã thỏa thuận bao gồm pháo kích các mục tiêu trên đất liền ở cả hai miền bắc và nam việt nam ngăn chặn lưu thông của lực lượng cộng sản dọc theo bờ biển bảo vệ các cuộc hành quân vận chuyển và hoạt động yểm trợ các lực lượng hải quân ngoài khơi hai bên cũng nhất trí thỏa thuận việc chỉ huy và kiểm soát phi đội canberra sẽ tương tự như thỏa thuận dành cho chiến hạm hobot nói trên phi đội này sẽ đóng căn cứ tại nơi có điều kiện thuận lợi cho việc yểm trợ các lực lượng lục quân australia việc bảo dưỡng thường kỳ sẽ được thực hiện tại việt nam còn các cuộc bảo dưỡng và sửa chữa lớn sẽ đưa sang căn cứ batut malaysia Phi đội này cũng sẽ được triển khai với cơ số bom 250 kg trong 45 ngày. Các loại bảo đảm hậu cần khác như nhiên liệu, lương khô, tiện nghi, vật liệu công binh và đồ dùng thông thường sẽ được phía Mỹ cung cấp. Hội nghị sơ bộ giữa nhóm thiết kế Australia do Thiếu tướng không quân Brian Eaton dẫn đầu và ban tham mưu của mở ACV đã diễn ra từ ngày 3 đến 7 tháng 1 năm 1967 tại Sài Gòn hai bên đạt được một số thỏa thuận về hậu cần cũng như vấn đề chỉ huy và kiểm soát được xác định như trong các thỏa thuận trước đây. Máy bay Canberra sẽ đóng tại Phan Giang và được sử dụng như tất cả các máy bay chiến đấu khác của Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ. Quyền kiểm soát các cuộc hành quân được giao cho tư lệnh Tập đoàn Không quân số 7 Mỹ, trong khi tư lệnh lực lượng Australia tại Nam Việt Nam giữ quyền chỉ huy và kiểm soát về mặt hành chính. Đối với Australia, Việc triển khai phi đội Canberra được coi là lý tưởng vì loại máy bay này đã lỗi thời và họ đang dự tính sẽ thay thế bằng loại F-111 hiện đại hơn. Khi hội nghị bàn đến những vấn đề thuộc về hải quân, đại diện của Mỹ muốn biết chi tiết thêm về năng lực của toán người nhái Australia theo quan niệm sử dụng một cách tổng thể, toán người nhái này dự kiến sẽ được sáp nhập vào bộ tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại Nam Việt Nam dưới sự điều hành của Đô đốc Moven Vắc, Cũng vào thời điểm này, các đại diện Mỹ và Australia tiếp tục gặp nhau tại Philippines để bàn thảo về kế hoạch triển khai bảo đảm hậu cần hành chính cho chiến hạm Hobart của Hải quân Hoàng gia Australia khi tham gia hoạt động tác chiến cùng hạm đội 7 Mỹ. Về vấn đề này, hội nghị tại Sài Gòn cũng nhất trí quan điểm cho rằng MACV không cần phải dính líu đến bất cứ thỏa thuận nào liên quan đến tàu chiến Hobart mà giao toàn quyền chỉ huy, kiểm soát cho tư lệnh lực lượng hải quân Mỹ tại Nam Việt Nam và hạm đội 7. Sau hội nghị các giới chức Australia tỏ ra hài lòng với những thỏa thuận đạt được khi rời Nam Việt Nam trở về nước, trong khi họ chỉ có một thời gian rất hạn chế để chuẩn bị đưa lực lượng này sang tham chiến. Ngày 1 tháng 4 năm 1967, phi đội Canberra nhận được chỉ thị sẵn sàng hành quân, trong khi căn cứ không quân ở Phan Giang đã quá chật trội để chuẩn bị đón phi đội Canberra sang. Trước đó, từ tháng 1 năm 1967, phi đội năm xây dựng sân bay của Australia đã lên đường đi Nam Việt Nam sau 2 tháng, phi đội này đã xây dựng xong nhà bảo toàn máy bay cùng các cơ sở vật chất đảm bảo cho phi đội Canberra. Ngày 18 tháng 4 năm 1967, 8 trong số 10 chiếc máy bay ném bom loại Canberra đã từ căn cứ Bát tốt đến Nam Việt Nam với quân số 300 người gồm 40 sĩ quan, 90 hạ sĩ quan và 170 binh sĩ. Trước đó, ngày 21 tháng 3 chiến hạm Hobot của Hải quân Hoàng gia Australia đã bắt đầu tham gia chiến tranh khi thay thế một khu trục hạm của Hải quân Mỹ ở ngoài khơi Nam Việt Nam. Việc sử dụng lực lượng tham gia các cuộc hành quân, vấn đề bảo đảm hậu cần, quan hệ chỉ huy cũng như việc sử dụng câu lạc bộ, nhà ăn và cửa hàng bách hóa, được dàn xếp chủ yếu giữa Hải quân Australia và Hải quân Mỹ. Tháng 1 năm 1967, chính phủ Australia cho biết 10 phi công trực thăng chống tàu ngầm của Hải quân nước này đã có đủ điều kiện để lái loại trực thăng H-34 và có thể triển khai ngay lực lượng này tại Nam Việt Nam. Bộ tư lệnh mở ACV tin rằng, sau 10 giờ bay huấn luyện chuyển tiếp trên loại trực thăng UH-1D, các phi công này có thể sáp nhập ngay vào những đơn vị không quân của lục quân Mỹ. Tuy nhiên, đến tháng 4 năm 1967, đề nghị trên mới chính thức được thực thi. 8 phi công và khoảng 30 nhân viên bảo dưỡng yểm trợ được đề nghị đưa sang để thay thế số quân mỹ đang hoạt động yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm australia chế độ lương bổng và phụ cấp cho toán quân nhân này do australia đài thọ phía mỹ chịu trách nhiệm cung cấp máy bay và bảo đảm hậu cần lực lượng này được sáp nhập vào các đơn vị mỹ và thay thế quân nhân mỹ theo tỷ lệ một đổi một để tạo điều kiện cho công việc quản lý hành chính bộ tham mưu liên quân mỹ yêu cầu các phi công australia được đóng quân gần một phi đội của không quân hoàng gia australia và tốt nhất là những quân nhân này nên được chỉ định vào các đơn vị không quân mỹ vẫn thường yểm trợ cho lực lượng australia tướng omolen cũng chỉ ra rằng các đơn vị trực thăng của quân đội mỹ không có nhiệm vụ yểm trợ tác chiến cho tất cả các tổ chức hoặc lực lượng đặc nhiệm và hoạt động của các phi công australia sẽ tùy thuộc vào tình hình chiến thuật thực tế các cuộc thảo luận sau đó giữa mỹ và australia cho thấy Mặc dù Australia mong muốn đưa các phi công về đóng quân cùng các đơn vị đặc nhiệm Australia tại Vũng Tàu để tiện cho việc quản lý hành chính, nhưng họ cũng không chính thức yêu cầu các phi công Australia được hoạt động trong những đơn vị quân đội Mỹ đang làm nhiệm vụ yểm trợ cho lực lượng Australia. Về phía Mỹ, tướng Westmoreland cho rằng, nếu Australia chính thức đề nghị thì các phi công Australia sẽ được thuyên chuyển đến một đại đội trực thăng thuộc đoàn 12 không quân tác chiến trong khu vực biên hòa, đóng quân tại căn cứ bến cát từ địa điểm này, họ sẽ yểm trợ cho các đơn vị thuộc vùng ba chiến thuật, nơi các lực lượng bộ binh Australia đồn trú. Khi đại đội 135 không quân đến Nam Việt Nam sẽ đóng quân ở núi Đất, cách Vũng Tàu 35 km về phía Đông Bắc, địa điểm của một phi đội trực thăng thuộc không quân Australia. Từ núi Đất, đại đội không quân 135 sẽ yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm thứ nhất của Australia và các đơn vị khác nếu như đại đội 135 đến trước các phi công trực thăng thì họ sẽ được chuyển thẳng đến đơn vị này. Lời đề nghị của chính quyền Australia muốn các phi công này được phép lái trực thăng vũ trang cũng được phía Mỹ chấp thuận. Sau những thỏa thuận quân sự đạt được với Mỹ, ngày 18 tháng 10 năm 1967, Thủ tướng Australia công bố kế hoạch mới nhằm gia tăng lực lượng Australia tại Nam Việt Nam thêm 1.700 quân và sẽ đưa quân số từ 6.300 lên hơn 8.000 người lực lượng gia tăng gồm có một tiểu đoàn bộ binh, tiểu đoàn 3 thuộc Trung đoàn Hoàng gia Australia, một đại đội xe tăng hạng trung loại Canturian với 250 người, một đơn vị công binh xây dựng 45 người và 125 người tăng cường cho sở chỉ huy lực lượng Australia. Tiểu đoàn bộ binh 3 sẽ triển khai sang Nam Việt Nam vào tháng 12 năm 1967. Tiếp đó, lần lượt triển khai các đơn vị khác nếu có phương tiện vận chuyển. Bộ phận không quân bổ sung sang Việt Nam gồm có 8 trực thăng vũ trang, 10 phi công trực thăng, 20 nhân viên kỹ thuật trên không cấp hạ sĩ và binh sĩ cùng với 10 nhân viên bảo dưỡng. Lực lượng này sẽ được sáp nhập vào phi đội 9 trực thăng thông dụng thuộc Không quân Hoàng gia Australia đã được triển khai tại Việt Nam 6 tháng trước. Hải quân Australia sẽ cung cấp một số phi công trực thăng chống tàu ngầm cùng với nhân viên bảo dưỡng như đã thỏa thuận. Theo kế hoạch trên, lực lượng quân sự bổ sung của Australia sang Nam Việt Nam được thực hiện trong 8 tháng, bắt đầu từ tháng 11 năm 1967. Tổng quân số đưa sang là 1.978 người, cao hơn so với dự kiến ban đầu. Tiểu đoàn bộ binh 3 cùng với các thành phần yểm trợ tác chiến và hậu cần sau khi đến Nam Việt Nam, tháng 12 năm 1967, được sáp nhập vào lực lượng đặc nhiệm thứ nhất Australia ở vùng 3 chiến thuật, đại đội xe tăng và các bộ phận yểm trợ hậu cần đến Nam Việt Nam vào cuối tháng 2, đầu tháng 3 năm 1968 với 15 chiếc xe tăng loại Canturian, 11 chiếc khác được bổ sung vào tháng 9. Phi đội trực thăng thuộc lực lượng không quân Hoàng gia Australia tại Nam Việt Nam được nhận thêm 8 trực thăng trong tháng 7 năm 1968. Sau cùng là một toán 30 người thuộc lực lượng không quân được đưa sang vào tháng 11 năm 1968 về mức độ và loại yểm trợ dành cho lực lượng bổ sung Australia được thực hiện theo đúng như thỏa thuận đã ký kết vào ngày 30 tháng 11 năm 1967. Theo đó, chính quyền Australia sẽ bồi hoàn cho chính quyền Mỹ phần cung cấp yểm trợ tính theo đầu người. Sự yểm trợ của Mỹ đối với lực lượng Australia bao gồm việc xây dựng căn cứ và chi phí vận chuyển ở Việt Nam bằng phương tiện dịch vụ đối với hàng tiếp liệu cho lực lượng Australia tại Nam Việt Nam. Các phương tiện bảo đảm ăn ở không bao gồm khu gia đình dành cho thân nhân cá nhân có nhu cầu phải tự trả tiền phục vụ ăn ở trong khu vực sài gòn khám chữa bệnh tại việt nam không tính việc đưa đi khám chữa ngoài việt nam trừ trường hợp bị bệnh khẩn cấp được thực hiện cơ bản giống như đối với quân đội mỹ công tác mai táng bao gồm việc chuyên trở ra bên ngoài việt nam công tác vận chuyển bao gồm việc sử dụng các loại xe buýt xe du lịch taxi hiện có và dịch vụ hàng không do mỹ điều hành tại nam việt nam công tác cơ yếu chuyển các điện văn chính thức bằng điện đài hoặc phương tiện khác của các đường dây đã được thiết lập. Việc sử dụng các phương tiện quân biêu Mỹ, bao gồm cả việc đóng gói tất cả thư tín cá nhân và công văn từ hạng nhất đến hạng tư. Dịch vụ bán hàng bách hóa và hàng miễn thuế tại Việt Nam. Các dịch vụ đặc biệt, bao gồm việc tổ chức các chuyến nghỉ ngơi và giải trí. Cơ sở văn phòng, trang bị và tiếp liệu cần thiết. Các loại phụ tùng, sản phẩm dầu khí và phương tiện bảo dưỡng dành cho xe cộ máy bay trong khả năng của các cơ sở và đơn vị quân đội mỹ tại nam việt nam mặc dù trong những năm sau lực lượng australia tiếp tục được bổ sung sang nam việt nam nhưng quân số không đáng kể do vậy cũng có thể coi đây là những thỏa thuận cuối cùng giữa mỹ và chính quyền australia về việc gia tăng lực lượng và những điều khoản thi hành của hai bên trong quá trình tham chiến của quân đội australia tại miền nam việt nam như thế việc chính phủ